Xin chào các anh chị. Chủ đề hôm nay là tôi sẽ nói về thanh treo rèm. Rất là nhiều các anh chị đang làm rèm cửa âm trần. Rèm cửa âm trần nó là một cái xu hướng bây giờ. Rèm rất là đẹp, dễ sử dụng. Đây là sau lưng Tuyền là một cái bộ rèm âm trần đã lắp hoàn thiện. Rèm âm trần là như thế nào? Là cái thanh đó, mình lắp lên trần thì nó có hai loại, lắp lên trần nó có, và có hộp nữa. Cái hộp mà giấu rèm đó, giấu thanh đó, thì đây là một cái loại mà mình bắt lên trần nó không có hộp. Thì đây là những cái bộ thanh mà Tiền đã để sẵn rồi. Rèm âm trần thì nó có hai loại các anh chị mà rất là nhiều người sử dụng. Đó là một loại kéo tay. Đây là một cái loại kéo tay Tiền đã để sẵn, và một loại là kéo motor tự động. Thì kéo tay là giống như bộ của Tiền đang là phía sau nè. Mình dùng tay mình hất qua hất lại, gọi là mình kéo tay. Đó, các anh chị. Đó là kéo tay. Còn motor tự động thì mình sẽ điều khiển bằng remote, mình điều chỉnh bằng từ xa, nó sẽ tự động nó chạy rèm. Thì bây giờ Tiền sẽ hướng dẫn chi tiết để so sánh thanh treo rèm kéo tay như thế nào và motor tự động nó khác nhau như thế nào. Đầu tiên là thanh treo rèm bắt lên âm trần bằng kéo tay. Thì đây là một cái thanh đã hoàn thiện đó các anh chị, công ty làm sẵn rồi. Thì khi mà giao cho khách hàng đó thì nó có cái thanh và nó đầy đủ hoàn thiện, và nó có cái seal, tức là cái bọc nè, để nó bảo vệ thanh treo mình không bị chày. Thì giờ Tiền xé ra, Tiền xé ra cho các anh chị xem chi tiết nó như thế nào. Đấy, nó rất là chắc các anh chị. Chắc. Thì khi mà Tiền kéo ra thì con bi nó tự chạy theo, tức là bi nó rất là nhẹ và êm. Đó, Tiền sẽ lăn nè, các anh chị thấy không? Bi nó tự chạy. Thì những cái con bi lăn này nè là mình móc cái thanh rèm, mình móc cái con rèm vô đó. Sau đó mình kéo ra rất là êm các anh chị. Để mình xem được chi tiết này á thì Tiền đã cầm một cái mẫu. Đây là mẫu nhỏ. Thanh rèm này mình thấy kéo êm là do ở bên trong. Đây, bên trong nó có một cái lõi nhựa. Về kết cấu của nó đó là bên ngoài á là một cái thanh nhôm hợp kim sơn tĩnh điện rất là chắc chắn các anh chị, và bên trong mình có một cái lõi nhựa này mình đặt bên trong để khi mà có con bi lăn á nó lăn rất là êm và nhanh và nhạy. Thì Tiền sẽ gỡ ra. Tiền sẽ gỡ ra các anh chị xem nha. Các anh chị chờ Tiền gỡ ra. Đây, Tiền sẽ vặn ra cho các anh chị xem con bi trong nó như thế nào. Mình sẽ vặn ra. Đấy. Mình khi mình gỡ cái chốt ra mình sẽ lấy được những con bi này. Đây các anh chị, đây là một cái con bi lăn kéo tay. Đây mình sẽ đặt vô đây. Tiền sẽ làm chi tiết để các anh chị hiểu rõ hơn về cái phụ kiện thanh treo mà các anh chị đang là sử dụng. Đây, mình lăn vô. Đó, khi mà con bi này lăn thì nó không gây ra tiếng động nhiều các anh chị, nó rất là êm. Rồi, tiếp theo là cái thanh treo tự động. Thì Tiền cũng đã để kế bên đây và Tiền sẽ cầm một bộ sẵn kéo tay đây. Thì thanh tự động này nó lớn hơn cái thanh kéo tay. Đây mình có thể so sánh. Đây Tiền sẽ để đây so sánh cho anh chị xem nè, dễ nè. Cái thanh tự động á thì luôn luôn nó lớn hơn, tại vì nó chạy trên một cái hệ trục dây Cura, là cái motor tự động nó chạy trên hệ trục motor Cura. Đây các anh chị có thể nhìn ngay cái đầu đây nè, đây là cái hệ dây Cura nè, và cái thanh nè các anh chị thấy không. Về đặc biệt á là cái thanh motor tự động á thì nó không có cái lõi nhựa để cách âm, nhưng nó bù lại là cái con bi lăn của nó có bánh xe rất là lớn để nó chạy nhanh và êm hơn. Còn cái thanh treo kéo tay thì nó có thêm một lõi nhựa để khi mình vận hành nó nhẹ nhàng. Bây giờ Tiền sẽ gỡ ra của cái thanh motor tự động này cái con bi để mình so sánh cho các anh chị dễ xem. Đây dễ xem, Tiền sẽ gỡ nhanh thôi các anh chị. Các anh chị xem là Tiền gỡ ra rất là đơn giản. Mình chỉ cần vặn cái con ốc này. Đây mình bỏ ra cái con bi này nè. Mình có dư bi á, thì mình cũng tự động gỡ, hoặc là mình thêm bi vào á, mình biết cách mình làm theo cái thao tác này của Tuyền. Tuyền sẽ lấy hai con để so sánh bi kéo tay và bi motor tự động nó khác nhau này các anh chị. Thứ nhất là cái lõi nhựa nó rất là dày, kết cấu nó rất là lớn, bánh xe nó lớn. Đây các anh chị xem có thể so sánh được. Thì đây là những cái thanh treo. Về cái motor tự động á, nó khác với cái thanh mà kéo tay như thế nào? Thì về cơ bản á, là motor tự động là mình sẽ hiểu là nó điều khiển được từ xa, tức là mình có thể dùng remote. Tiền đây, Tiền có để sẵn một bộ remote, mình có thể nhấn
thì con bi này nó sẽ tự chạy theo. Đây là cái con đầu mà kéo rèm này các anh chị, nó sẽ tự chạy. Mình muốn ngưng cái nào mình nhấn stop, và mình muốn ngược lại thì mình nhấn ngược lại thôi, nhấn dưới thì nó tự mở rèm ra. Các anh chị thấy rất là tiện. Còn về rèm kéo tay á, lúc nãy Tuyền đã giới thiệu rồi các anh chị, đây là dễ nhất, mình hành động là dễ nhất các anh chị, mình kéo ra kéo vào thôi. Còn rèm motor tự động á, nó cũng có ưu điểm giống như rèm kéo tay, lỡ cúp điện á thì đây là một cái bộ Tuyền không có gắn điện. Tuyền dùng cái thanh đây, mình cũng dùng ha, Tuyền kéo về là tức là khi cúp điện mình dùng cái vại mình cũng kéo qua kéo lại được. Đó các anh chị. Thì đó là những cái mà mình giới thiệu cho các anh chị. Khi đi kèm vào á, những cái thanh này thì nó có những cái cục vén rèm. Thì những cái cục vén rèm phổ thông á, chủ yếu mà người thị trường hay làm cho các anh chị á, đây là những cái mẫu bằng nhựa nha các anh chị. Bằng nhựa. Để chi mình vén rèm. Mình lấy cái dây nè, mình bắt vô tường, rồi mình vén cái màn hay cái vải của mình á vô. Như vậy các anh chị. Các anh chị muốn đẹp hơn ha, muốn có những cái mẫu đẹp hơn, những cái hoa văn như bằng đồng như vậy nè, thì các anh chị có thể mua thêm là mình thay thế bằng cái miếng, những cái miếng nhựa vậy thì nó quá đơn giản đấy các anh chị. Nó quá đơn giản thì mình thích đẹp thì mình lắp những cái miếng nhựa vậy. Hay đây là hình chiếc lá, nó có nhiều mẫu nhiều kiểu lắm. Các anh chị có thể liên hệ với công ty thì công ty sẽ gửi mẫu các anh chị, rất là nhiều mẫu đẹp nha các anh chị. Còn đây là sợi dây mà bộ rèm sẽ đi theo bộ rèm vải của anh chị đó, thì Tuyền đang là làm, Tuyền lấy mẫu, Tuyền làm lên cho khách hàng, cho các anh chị xem. Các anh chị không muốn đơn giản như vậy thì các anh chị muốn đẹp hơn thì có, công ty nó cũng có những cái bộ châu, đây là một châu các anh chị có thể vén rèm lên, nó rất là đơn giản. Đây Tuyền sẽ làm nhanh đó, khi các anh chị để một dây lúc nào như vậy nè, mình vén vào cái rèm gì và mình móc lại thì nó có bộ châu rất là đẹp. Đây nó rớt mấy cái này, đây là châu. Châu này thì nó có nhiều loại và nhiều, rất là nhiều màu sắc, thì Tuyền cũng giới thiệu sơ qua. Các anh chị cần thì các anh chị có thể liên hệ với công ty. Đây là Tuyền, nó có nhiều các anh chị. Đây là cơ bản nó thêm có màu xám, màu vàng đậm và rất là nhiều màu, nó có thể nhiều châu, các anh chị có thể tham khảo thêm, các anh chị có thể liên hệ. Thì đây là những cái chi tiết mà Tuyền muốn giới thiệu các anh chị. Tuyền cảm ơn các anh chị đã xem video của công ty. Hẹn lại các anh chị những video tiếp theo. Đặc biệt là Tuyền sẽ làm một cái video mà phân tích tất cả các loại thanh treo rèm của trên thị trường, và các anh chị cần lưu ý những cái bộ thanh treo như thế nào, cần đẹp như thế nào, Tuyền sẽ giới thiệu tất cả chi tiết và giá cả của thị trường. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Tôi là Ngọc Tuyền, đến từ công ty Tính Tâm Việt Nam. Xin chào.